bằng sự gian khổ để có được những khoảnh khắc tuyệt vời. Ngọc Duyên xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả của Khoảnh Khắc Cuộc Đời mùa thứ 3 và xin được chào nhân vật khách mời ngày hôm nay, nhiếp ảnh gia Nguyễn Cường. Chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Hàn thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Ngọc Duyên xin được gửi lời chào bình an đến quý vị khán giả của Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Hôm nay chúng ta gặp nhau sau 24 giờ, chúng ta sẽ lại chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện ý nghĩa và những khoảnh khắc giá trị trong cuộc sống này. Nhân vật ngày hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị xin được giới thiệu nhiếp ảnh gia Nguyễn Cường. Xin chào chị Ngọc Duyên và xin gửi lời chào trân trọng tới tất cả các quý vị khán giả của chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Xin chào anh, hôm nay anh muốn chia sẻ khoảnh khắc nào với chúng tôi? Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mình là mình săn tuyết ở Y Tý, Lào Cai năm 2020. Dạ. Lúc đó đoàn của mình là đã tổ chức đi nhiếp ảnh tại Lào Cai và cái mục đích cuối cùng cũng là chỉ để săn tuyết thôi. Khi mà xem dự báo thời tiết nói là ở thị trấn Sa Pa, nó dự đoán sẽ có tuyết. Dạ. Nhưng mà ở đó đợi, để hoài thì vẫn chưa có tuyết. Tuy nhiệt độ rất lạnh, rất âm. Tới giữa trưa thì mới nghe là có vài người bạn nhiếp ảnh họ đi trước lên trên Y Tý, thì người ta mới báo về là ở trên này tuyết rơi rồi. Đoàn của Cường mới bắt đầu là từ thị trấn Sa Pa đi lên trên Y Tý. Mà mình nhớ là đi chiếc xe 16 chỗ mà cái đường đi lên Y Tý rất là gập ghềnh và rất khó khăn. Mình không đi được tốc độ cao. Thì miết tới chiều tối đoàn mình mới tới nơi. Dạ. Thì lúc đó người ta đã chụp rất nhiều rồi. Và cũng có vài đoàn là trong đêm đó người ta về Sa Pa luôn. Khi mà mình tới thì trời chạng vạng tối, ánh sáng nó không được đẹp nữa. Đúng rồi. Cho nên đó là phải chấp nhận ở lại đêm. Đây là lần đầu tiên mà em ra ngồi đó mà đối diện với cái nhiệt độ âm. Em nhớ là vào buổi tối em xem là nó âm 4, âm 5 độ. Nhiệt độ nó buốt vào trong cơ thể, nó lạnh thấu xương, em chưa quen. Đôi khi em thở cái nhịp thở của em nó vẫn chưa có ổn định. Là tại vác ba lô máy ảnh đi rất là nhiều, ba lô rất là nặng. Mà đi thở hổn hển. Đêm em thấy nó lạnh, em ngủ đâu được, em thấy đêm dài quá. Thì sáng khoảng 5:30, 6 giờ là trời nó đã hừng hừng lên rồi. Bắt đầu những cái anh chị trung đoàn là bắt đầu người ta dậy lần lần. Yeah. Em cũng dậy, em cũng chuẩn bị máy móc, cũng chuẩn bị đi ra. Ui, khoảng khắc đẹp lắm. Như chị thấy ở trên những cái bức hình của em chụp ở tuyết Y Tý. Quá đẹp. Đây là tuyết nhiệt đới. Khoảnh khắc rất là hiếm có ở tại Việt Nam. Yeah. Theo Duyên nhìn thấy là cái góc này là Cường phải đứng trên cao lắm hả Cường? Cái này là em chụp từ thiết bị flycam hay còn gọi là thiết bị drone. Máy bay không người lái. Đây là khoảng mấy giờ hả Cường ha? Tầm 6:30, 7 giờ rồi. Yeah. Tức là ánh sáng nó đã đẹp lắm rồi. Như cái bức này á thì ánh sáng nó đã hừng hừng lên. Nó váng đỏ hết cả một cái góc trời như vậy. Thì mình săn được những cái khoảnh khắc như thế này, vừa chụp hình mà vừa quay để làm tư liệu. Ngay cái khoảnh khắc mà mình săn được những góc hình mà nó tuyệt vời như vậy á, bạn cảm thấy sao? Cảm thấy nó sướng. Cái sự khó khăn á, nó vùi dập mình cũng ráng, mình cố gắng, mình kiên trì. Mình vượt qua biết bao nhiêu chặng đường, đôi khi cũng muốn bỏ cuộc, cũng quay về cho rồi, lạnh quá. Mà cuối cùng chụp được những cái bức ảnh như thế này, cảm thấy nó sướng và tất cả những cái mệt mỏi nó tan biến đi. Và sau chuyến đi này em về, em cảm thấy con người mình tràn đầy năng lượng. Quá tuyệt vời, tràn đầy năng lượng. Đây là bộ ảnh thứ hai của bạn đúng không? Bộ ảnh này em chụp là ở tại thị trấn Sa Pa, cũng vào cái mùa đó luôn. Sa Pa tuyết chưa rơi nhưng mà nó cũng đã đông đá rồi đó. Bắt đầu đông đá những cái giọt sương. Bạn phải canh như thế nào để chụp được những khoảnh khắc này hả Cường? Cái thứ nhất là về thời tiết, nó phải là nhiệt độ âm. Khi mà lên đó thì cũng phải đi vòng vòng để đi kiếm góc để chụp. Có khó khăn để tìm ra những cái góc này? Thực ra là nó cũng phải kiên trì á. Tại vì chị biết đi nhiếp ảnh thì tụi em lúc nào cũng vác thiết bị. Có ba lô rất là nhiều thiết bị, trong đó có máy ảnh, có flycam, có chân máy rất là nặng. Trời mà khi mà đã đóng băng rồi thì trên cái đường xe nó không chạy được, nó đóng băng rồi nó sẽ trượt. Đúng rồi. Thì buộc tụi em phải đi bộ. Tụi em đi bộ, tụi em phải len lỏi vào trong những cái bản làng. Và đi lên cao hơn xíu nữa thì phải leo núi. Như bạn nói đó, cái đường đi nó rất là trơn trượt. Đúng rồi. Và bạn là phải mang vác quá nhiều cái đồ nặng như vậy. Có khi nào bạn gặp sự cố gì không? Em có trượt chân, em té, cũng may cú ngã đó em bám vào được cái thành lan can của cái đường. Hồi đó em đi em cũng chưa có kinh nghiệm, tại vì lần đầu tiên không có đem giày mà bám để chuyên để đi những cái đoạn đường trơn trượt. Em đi rất là chậm, em đi em cứ cúi người về trước để giữ thăng bằng. Thì không may nó cũng trượt nhưng mà em cũng bám lại được. Những cái bức ảnh nghệ thuật như vậy được ra đời như thế nào? Em chia sẻ một xíu về cái quá trình của em. Thì em xuất phát điểm là một người mê cái bộ môn flycam từ khi mà còn học phổ thông. Hồi đó em có lên YouTube em xem thì em vô tình thôi thấy được những cái bạn nước ngoài
họ quay được những cái thước phim từ flycam rất là đẹp. Và cái điều đó nó hấp dẫn em. Tới khi mà em đi học đại học, em ra em đi làm, thì tới mãi năm 2017 em mới có đủ tiền để em mua một cái con nhỏ nhỏ để em chơi. Hồi đó một cái thiết bị bay không người lái cũng phải tới mấy chục triệu. Mà sinh viên thì không có tiền nhiều, mình chỉ xem thôi. Thì khi mà em đi làm tích góp được chút ít thì em mua một con nhỏ nhỏ em chơi. Thì khi mà mua nó về, mình chưa biết gì về nhiếp ảnh. Em đâm vào nhiếp ảnh cũng là một tay ngang, cũng đâu phải đi học đi hành gì đâu. Cho nên là đầu tiên về, mua về, bay được cái đã. Bay được xong rồi phải tập làm sao để chụp được một bức hình cho nó rõ trước cái đã. Đúng rồi. Chưa nói là cho nó đẹp. Thì mình buộc mình phải hiểu về những thông số cơ bản nhất của nhiếp ảnh. Cái đó là bạn tự học hay là bạn có thầy nào dạy? Em hồi đó em nhớ là em đi làm, em vẫn đi làm. Nhưng mà ngày nào em cũng dành 1.5 tiếng tới 2 tiếng đồng hồ để em xem YouTube. Tất cả những cái thứ gì mà em thích thú, em muốn theo đuổi thì em xem. Ròng rã 1 năm trời để em xem, ngày nào cũng như vậy. 1 năm trời chỉ để xem. Tức là em vẫn chơi con nhỏ 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 đó, rồi em xem, em thực hành trên con đó. Thì sau 1 năm trời, từ cái việc chụp rõ hiểu thông số rồi, bắt đầu mình phải tìm hiểu chụp làm sao cho nó đẹp, cho nó có nội dung, cho nó có bố cục. Thì em bắt đầu em follow những cái kênh mà nó chuyên chỉ về chụp hình, rồi follow những cái nhiếp ảnh gia nổi tiếng của nước ngoài và của Việt Nam nữa. Xem cái cách họ chụp hình, xem cái tư duy họ chụp hình như thế nào. Thì một thời gian em cũng chụp ra được những bức hình như vậy. Cuối cùng là hậu kỳ. Hậu kỳ là một cái điều rất quan trọng để làm cho bức hình nó đẹp hơn, nó có nhấn nhá hơn, nó tôn lên được cái vẻ đẹp của bức hình đó hơn. Nó là một thế giới rất mênh mông. Nhờ cái sự đam mê của em thì em vẫn tìm hiểu trên YouTube, rồi em vẫn đi workshop của những người nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, rồi em cũng học hỏi được từ người này người kia. Dần dần trong khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi, năm 2020 em quyết định là em sẽ thử sức mình với những cuộc thi để xem có thử mình ở vị trí nào. Cũng may mắn là em tham gia 6 cuộc thi thì 5 cuộc thi là em đã có giải. Và trong đó là có 4 cuộc thi giải cao. Em tham gia cuộc thi đầu tiên là cuộc thi của Heritage Việt Nam, Khoảnh Khắc Tôi Yêu, thì mùa đầu tiên thì em được giải nhất. Em tham gia một cái cuộc thi Việt Nam Now của Tổng cục Du lịch thì em được giải nhì về video. Em tham gia cuộc thi hình ảnh của UNESCO thì em được top 15. Em tham gia một cuộc thi về video của Đà Nẵng cho Sở Du lịch Đà Nẵng phát động, đó là Đà Nẵng Nhớ, thì em được một cái giải, đó là video ấn tượng. Ngoài ra em còn tham dự những cái cuộc thi của quốc tế nữa. Thì cái giải gần nhất mà em đạt được ở trong năm nay đó là huy chương bạc cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế Việt Sinh được tổ chức tại Đà Lạt. Chúc mừng bạn. Cảm ơn chị. Đây là bức ảnh điệu xòe hoa là em đạt được huy chương bạc của cuộc thi này. Và bức ảnh đường về là được triển lãm. Thì em được vào 2 bức, một bức được huy chương và một bức được triển lãm. Thì bây giờ ngay cái khoảnh khắc này nè, bạn ngồi đây chia sẻ với chúng tôi nè, bạn nhìn lại những cái thành tựu mà mình đã đạt được như vậy á, cảm thấy sao? Sự nỗ lực của mình đã được mọi người công nhận, đó là cái điều mà em thấy hạnh phúc nhất. Và từ đó em cũng có cơ hội thăng tiến hơn trong công việc, trong cuộc sống, đó là điều may mắn. Khi mà bắt đầu bạn mê những cái thước phim đó và bạn bắt đầu bỏ ra một cái số tiền để mình mua trang thiết bị, lúc đó bạn nghĩ rằng là bạn chỉ để thỏa mãn cái đam mê của mình, hay là lúc đó bạn đã hình thành cho mình một cái con đường để mình trở thành nhiếp ảnh gia? Dạ, thú thật với chị là lúc đầu em mua chỉ vì em đam mê thôi. Em cần mua để em chơi trước rồi đã, tại vì em thích. Sau khi mà em thỏa mãn được cái cảm giác em thích thú để em mua, em sở hữu nó rồi, thì khi mà em chơi á, mình bị hút vào. Rồi cộng với cái việc mà hàng ngày em xem những cái video của ở trên YouTube của những bạn nước ngoài, hoặc là những cái người Anh ở tại Việt Nam họ đi trước trong lĩnh vực này, thì em bị càng ngày càng mê, càng muốn làm được giống họ. Tại vì như em thấy là ở Việt Nam cảnh đẹp rất nhiều, rất là đa dạng văn hóa nữa. Tại sao mình không truyền tải những cái hình ảnh đẹp như vậy tới bạn bè quốc tế? Nếu mà đơn giản lắm thì cũng lưu lại được, đó là gọi là tư liệu. Để sau này có thể là về già mình có thể mở, mình ngắm lại. Em suy nghĩ đơn giản vậy. Một thời gian thì cái gì đến nó cũng đến. Sự nỗ lực của mình được đền đáp, em nghĩ vậy. Từ ở cái thời điểm nào hay là duyên nào mà bạn mới quyết định là bạn đi thẳng vào cái con đường để trở thành một nhiếp ảnh gia? Từ các cuộc thi, đó là cái mà cho em động lực lớn nhất. Thông qua những cuộc thi thì mình mới hiểu là mình có khả năng để làm được chuyện đó. Và con đường nhiếp ảnh á, khi mà em đi sáng tác hay là em về nhà em làm công tác hậu kỳ, em cảm thấy rất là vui, tức là mình không có mệt mỏi, mình mê mình không mệt mỏi. Và em càng làm như vậy thì em cảm thấy cuộc đời này không còn gì bằng, khi mà mình vừa làm đam mê, mình vừa gặt hái được những thành công. Tức là mình vừa làm được công việc mà mình yêu thích. Dạ. Mà bây giờ vì cái sự nỗ lực đó, mình cứ phấn đấu để mà mình đạt được, thì mình lại có thành công. Đúng. Và chính vì cái sự thành công đó, nó lại giúp cho bạn
quyết định đi theo con đường này? Dạ. Cho mình hỏi là hiện bây giờ là bạn đang hoạt động cá nhân hay là bạn có ekip nào của riêng mình không? Dạ, hiện tại thì em cũng có một cái doanh nghiệp nhỏ làm về social media, chuyên sản xuất những cái phim, những cái video đa phần là chuyên cho bên du lịch và bên bất động sản. Bạn đã hoạt động được lâu chưa? Dạ, em làm nghề thì cũng được mới thôi, cũng được 2 năm, 3 năm thôi. Công ty của bạn mới thành lập đây. Dạ đúng rồi ạ. Bạn nói một chút về tương lai của mình đi. Bạn đã có những cái dự định như thế nào? Một dự định lớn của em đó là em cũng muốn đó là đi khắp Việt Nam, quay những cái video đẹp, rồi chụp lại những cái khoảnh khắc đẹp của đất nước, quê hương con người Việt Nam, để truyền tải được những cái hình ảnh đó tới bạn bè quốc tế. Rồi thông qua những cuộc thi có thể là mang hình ảnh Việt Nam vươn xa hơn đi nữa. Bạn có như một cái dự định nào trong tương lai là mình truyền đạt những điều mà bạn đã tìm hiểu, bạn đã tích góp được cho thế hệ sau mình không? Cái này em vẫn chưa nghĩ tới. Nó cũng tùy theo cái sự nỗ lực của mình và cái sự công nhận của mọi người thôi. Thì nếu như có duyên thì em cũng sẽ cố gắng truyền đạt hết tất cả những gì mình biết cho những cái bạn mà theo đuổi cái đam mê nhiếp ảnh này. Theo Duyên biết thì mỗi một nhiếp ảnh gia sẽ đều có một cái gu riêng để cho ra những cái sản phẩm nghệ thuật. Vậy thì cái gu riêng của nhiếp ảnh gia Nguyễn Cường là gì? Hiện tại thì cái gu của em là em chụp về phong cảnh và chụp về đời thường là nhiều. Đó là cái gu sáng tác của em. Về video, cái kiểu của em làm nó cinematic, nó ạt, nó nhìn vào là nó cảm xúc. Em chuyên đánh về cảm xúc. Tức là nhìn cái video đó, nhìn cái thước phim đó là phải yêu ngay cái này, có thiện cảm ngay. Đó là cái gu của em. Khi mà mình nhìn vào một sản phẩm nghệ thuật, cảm xúc là điều chắc chắn phải được động lại. Mình muốn lan tỏa, mình muốn truyền đi cái cảm xúc đó. Vậy thì mình làm sao để mình có thể duy trì nó và mình tái tạo nó mỗi khi mình bắt đầu bắt tay vào một cái dự án mới? Việc mình giữ lửa đam mê của mình nó quan trọng. Nó sẽ tạo được cái mood trong con người của mình. Mình nhìn vào cái cảnh sắc đó, nếu mà mình còn đam mê, mình còn nhiệt huyết thì tự nhiên là mình quay một thước phim hay mình chụp một bức ảnh sẽ mang luôn cái cảm xúc mình vào bức ảnh và vào thước phim. Nếu như cái việc giữ lửa đam mê của chị hàng ngày không tốt, tới một ngày nào đó nó tụt mút hoặc nó không còn đam mê nữa, thì khi mà chị đi chụp hình hay là chị quay phim, nhìn vào nó không có cảm xúc và người xem nó cũng không cảm xúc. Cho nên hàng ngày để giữ lửa được đam mê thì em vẫn phải là cái người đi chụp hình, em vẫn phải là cái người làm lại những cái công tác đầu tiên từ khi ban sơ em làm. Vẫn phải đi xem hình của những nhiếp ảnh gia khác, vẫn phải đi xem phim của những bạn bè quốc tế khác ở trên YouTube. Em vẫn hay thường làm như vậy để mình update mình lên càng ngày càng tiến bộ hơn. Trong cái lĩnh vực nghệ thuật luôn phải mới mẻ. Đúng rồi. Nếu như mình không update mình liên tục á thì mình sẽ bị bỏ lại sau. Cho nên đó là em luôn muốn giữ lửa đam mê thì cái cách của em làm là như vậy. Nó có trở thành một cái áp lực cho mình không? Không có thành công nào mà không có áp lực cả. Và cái người thành công luôn phải chịu áp lực. Có đôi khi mình còn phải tự tạo ra áp lực nữa kìa. Đúng rồi, chính xác. Cái động lực để mình phấn đấu hơn đó, đó là áp lực mình. Rồi áp lực về cái việc đó là mình ra sản phẩm nó phải buộc phải chất lượng. Tức là mình vừa tôn trọng cái đam mê mình đang theo đuổi mà mình vừa tôn trọng cái người xem. Đúng rồi, đúng đó, rồi. Đó là quan điểm của em. Duyên cũng tin rằng là không chỉ riêng với nhiếp ảnh gia Nguyễn Cường đâu, mà là với rất nhiều ở những lĩnh vực khác nữa. Cứ mỗi một ngày chúng ta cứ phải cho mình một cái áp lực để mình chinh phục nó. Khi mình chinh phục nó thì mình lại bước lên một cái bước cao hơn. Cảm ơn Nguyễn Cường bởi vì ngày hôm nay bạn đã cho chúng tôi nghe những cái câu chuyện về những bức ảnh nghệ thuật của bạn. Tôi biết rằng là hiện bây giờ ngay cái khoảnh khắc này nè, bạn cũng sẽ cho mình một cái áp lực mới. Mong rằng là cái áp lực mới này nó sẽ giúp cho nhiếp ảnh gia Nguyễn Cường luôn dạt dào cảm xúc cùng với những cái đam mê cháy bỏng ở trong người, có những cái sản phẩm nghệ thuật đưa đến công chúng một cách tốt nhất. Xin cảm ơn bạn hôm nay đã đến với khoảnh khắc cuộc đời. Nếu như bây giờ ngay ở tại cái khoảnh khắc của khoảnh khắc cuộc đời này, bạn có thể tạo ra một bức ảnh nghệ thuật thì bạn sẽ nói gì về bức ảnh đó? Xin mời bạn. Hãy miệt mài theo đuổi đam mê của chính bản thân mình và kiên trì vượt qua những khó khăn thử thách thì bạn nhất định sẽ thành công. Cảm ơn nhiếp ảnh gia Nguyễn Cường vì điều bạn đã nói. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ kiên trì đeo đuổi theo đam mê của mình thì thành công sẽ đến. Và đó cũng là điều mà chúng tôi mong muốn và tự đặt ra áp lực mỗi ngày để chúng ta chinh phục được cái áp lực đó. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi chương trình Khoảnh khắc cuộc đời. Xin hẹn gặp lại quý vị vào 24 giờ sắp tới ở khung giờ quen thuộc 22 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh HTV9. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần.
Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.